chào tất cả các bác, chào tất cả các anh chị. Hôm nay em giới thiệu cho mọi người một cái cây địa lan, đó chính là cây Thanh Ngọc Linh. Một cái cây địa lan hoa xanh vàng rừng đột biến Việt Nam. Cái này thì mọi người nhìn thấy cái dáng lá tổng thể nó khá là cân đối đúng không ạ? Nó không bị mất cần. Đây từ thân lá này, hoa rất là đẹp. Đúng không ạ? Rất là đẹp. Thì về cơ bản thì năm nay thì địa lan nó cũng không phải là thực sự là đẹp xuất sắc. Nên là những cái video của em thì quay nó cũng có phần nhiều phần hạn chế và những cái mọi thứ nó cũng chưa được thực sự là hoàn thiện đẹp lắm. Mong tất cả mọi người thông cảm. Trên kênh Thiên Đường Ngàn Hoa thì em cũng có quay rất là nhiều video liên quan đến địa lan cũng như là liên quan đến hoa lan các loại. Hoa lan rừng, hoa lan nhân tạo cũng rất là đẹp. Thì kính mong tất cả các anh chị xem ủng hộ cho bên em, xem và mua bán ủng hộ đấy. Lâu nay vậy thì hôm nay em giới thiệu đến mọi người cái cây địa lan Thanh Ngọc Linh. Về địa lan thì nó khá là phong phú, các loại địa lan xuân nó khá là phong phú, và nhất là bởi vì về cơ bản là cái địa lan xuân nó có những dịp là những năm nở vào Tết, thế nên là được rất là nhiều người yêu quý. Và cái địa lan xuân này nó có nhiều cây lan đột biến, là từ có nghĩa là gốc là cái mạc xuân ấy. Đấy, rồi sau là đột biến ra thì là nó là ra cái cây này, ra cây xanh vàng. Ra cây xanh vàng này thì những cái cây đột biến này thì rất là quý, nên là người ta đặt tên. Thì để mà nguồn gốc đặt tên ấy thì em thực sự là nó có quá nhiều cây, và cái sự tìm hiểu của em ấy không phải là em không tìm hiểu hết, em tìm hiểu tất cả các loại cây và nguồn gốc của nó như thế nào, từ đâu mà ra, và những cái thông tin về nó từ trước đến giờ. Nhưng thực ra ấy, thì cái địa lan này thì em không nắm được chắc chắn 100% là những cái thông tin của em nó là đúng. Bởi vì sao? Bởi vì những cái tìm hiểu mà những cái em nói ở đây ấy, thì chắc chắn là nó là sự thật và có thể 100%. Nhưng những cái mà nguồn gốc rồi các thứ ấy, thì nó có nhiều thông tin. Tại sao mà những cái cây địa lan này ấy, tại sao một cây nó quá nhiều tên đến vậy? Thì cũng là bởi vì do chúng ta khi mà những người sưu tầm được đầu tiên ấy thì tất nhiên là rất là tôn trọng người ta. Nhưng mà bởi vì người ta có công đi tìm các thứ, nhưng mà người ta lại để cho những người khác người ta ra đặt tên lại những cái cây đấy. Có nghĩa là cùng một cây nhưng do nở khác nhau. Thế nên là do nở khác nhau bởi thời tiết và điều kiện môi trường. Thế nên là những người chơi sau là người ta đã đặt tên lại cái cây của người chơi trước. Thì thế nên là một cái cây nó có rất là nhiều tên là như vậy. Để làm gì? Để bán cho được nhiều tiền hơn. Bởi cây mới bán cây quý mà, bán được nhiều tiền hơn. Thế nên là mọi người phải hết sức chú ý khi chơi địa lan, bởi vì địa lan nó khá là khó. Nó không dễ như là những cái loại lan khác về sự nhận biết. Nhận biết thân lá hay nhận biết các loại thì nó cũng khó. Ví dụ em chỉ nói đơn giản như cái cây này nó có bộ thân lá khá là giống với cái cây đại hoàng canh đầu tiên. Thì đấy là một cái mà chúng ta cũng phải cần lưu ý khi mà đi mua một cây không hoa hạn. Như vậy nó rất là khó. Đấy, bởi vì khi anh chị mà mua những cái cây này, cái kiến thức mình phải tìm hiểu cực kỳ kỹ, chứ nó không đơn giản như là phong lan. Đấy, mình phải tìm hiểu về thân lá, tìm hiểu về hoa, nó nở rồi màu sắc từ sự biến đổi. Chính vì là nó địa lan này nó không ổn định nhiều, nên là có nghĩa là có những năm nở đẹp, năm nở xấu, năm thì mất cần, năm không mất cần, bởi vì nó có sự thay đổi nhiều ấy. Hoặc là năm cánh to hơn, cánh nhỏ hơn, rồi thì đã nói nở đạt hay không. Thì đấy là những cái lưu ý. Thế nên là mọi người cần thực sự tìm hiểu những kỹ. Các bác phải tìm hiểu kỹ cái loài địa lan này. Nó không đơn giản như là những cái loài khác. Để tránh việc là mình mua 3-4 cây khác nhau nhưng về lại nở hoa là một cây. Thì đấy là cái điều đáng buồn. Thế nên mọi người, em không muốn mọi người dính phải trường hợp đó như em nữa. Thế nên là anh chị mỗi khi mua cái cây gì mà thực sự muốn mua tìm hiểu ấy, mà có xem, mà ví dụ bên em có những video clip này, thì mọi người có thể lên cái kênh gõ Thiên Đường Ngàn Hoa trên YouTube, xong rồi vào cái phần video để xem những cái cây hoa lan, để mình biết rõ hơn là cái cây mình định mua. Ví dụ như cây Thanh Ngọc Linh này, những cây này là một cái cây mà được nhiều người ta gọi Thanh Ngọc Linh này, gọi tên chung đấy, chứ nó không bị lộn xộn như là các cây khác. Ví dụ như mọi người có thể xem lại cái cây Vũ Hà Nội này, thì đầu tiên thì người ta tưởng là chỉ là Vũ nuôi Hà Nội thôi, hoặc Vũ nuôi Hà Nội, nhưng thực ra nó không phải là cây Vũ truyền thống,
cây Vũ Hà Nội nó là cây đột biến ấy, thì bây giờ người ta gọi tên là Xuân Phương rồi. Ngoài ra thì nó có nhiều cái tên khác nữa. Đấy, hoặc là như cái cây thanh lùn rừng ấy, thì nó có cái tên Nhật Nguyệt Thần Kiếm này, hay là Thanh Cắc Nhật này, hay là cái gì đấy, đại loại vậy. Một cây rất là nhiều tên, nên là mọi người cần thực sự chú ý. Em xin phép hôm nay em giới thiệu sơ qua về cái cây cái cây Thanh Ngọc Linh này. Như sau, thì cái thân mầm của cái địa lan xanh vàng này thì mọi người cũng biết rồi đúng không ạ? Nó là thân mầm xanh sạch. Thân mầm xanh vàng không bị ám tím ám hồng. Nở hoa, cái này nở hoa vào dịp mùa xuân, xuân lan đột biến thành hoa màu xanh vàng, nên là được đặt tên. Thân lá của cây này em nói như lần trước ấy, thì nó khá là giống với cây đào ngay đầu tiên. Em xin phép đi vào cái thân lá. Thân lá của nó đây, mọi người nhìn thấy không? Lá khá to, đúng không ạ? To. Nhưng mà nó không phải dạng tròn, nó là dạng to nhưng mà to dài cơ. To dài đây này, to dài đây. Giống đại hồng canh đầu tiên rất giống. Nhưng có nghĩa là cái dáng lá này. Đây này, ví dụ như cái lá này nhá. Mọi người nhìn thấy nó to từ đây đến tận đây luôn. Đấy, đại hồng canh đầu tiên ấy, thì từ đây đến đây ấy, thì cái đoạn này nó phình to hơn một chút. Cái cây này. Thì đấy thì có nghĩa là một số cái cơ bản và một số cái nét cơ bản ấy mà dễ nhận diện. Thì mọi người hãy lưu ý về cái vấn đề đó. Còn dáng củ thì nó cũng như nhau. Dáng củ lên thì nó vẫn xòe lá hai bên. Cây này độ mở của nó khá to. Anh chị nhìn ạ, độ mở lá của nó này, nó lên nó mở chéo khá to này. Đấy, đây này, nó mở chéo khá to. Mở chéo to. Đại hoàng canh đầu tiên này nó mở nhỏ hơn. Đấy, cái này, độ mở chéo này. Độ mở chéo của các lá sang xòe ra hai bên ấy. Anh chị nhìn đây này. Đây là một cái củ nhá. Trong xòe lá này. Đây này, nó xòe rất là rộng này cơ mà. Đấy, rất là rộng. Nó xòe chữ V rất là to và rộng. Anh chị nhá, đây này. Đấy, nó rất là to và rộng. Chứ nó không như là cái cây cánh đầu tiên. Cánh đầu tiên này nó nhỏ nhiều, nó chỉ nhỏ này thôi. Đào cánh đầu tiên ấy, nhưng cái cây này, cái củ nó đây, cùng một củ này, bốn lá này. Nhưng nó xòe to như này cơ mà. Anh thấy các bạn, nó xòe rất to và xòe rất là nhanh. Thì đấy là cái đặc trưng mà em hay nhận diện. Độ xòe to này. Cái mặt lá, cái dáng lá giống lá đại hoàng canh đầu tiên, nhưng mà nó không bầu tròn từ cái phần gọi là ở giữa lá đến cái phần đuôi lá thì nó không tròn lắm, nó mở to bằng nhau. Còn thì mọi yếu tố thì em thấy là nó hơi giống đại hoàng canh đầu tiên. Đây như cái dáng lá đây. Mọi người nhìn nó không bị răn gập nhá. Nó cũng có những cái điểm bị răn gập đây này. Chứ không hẳn là không có. Nhưng có nghĩa là ít hơn. Và cái đuôi lá của nó, cái này thì nó hơi vặn. Bỏ đỗ này. Hơi vặn này. Đấy. Hơi vặn. Đấy, cái này hơi vặn. Đầu lá đấy, hơi vặn này. Đấy. Thì cái đầu lá của nó hơi vặn như vậy. Tiếp theo thì nói đến là cái phần hoa của nó. Hoa của cái cây này thì nó không bị mất cần. Nó mất khoảng một bông thì chuẩn hơn đấy. Bởi vì cây này nó bị xòe lá, cái cổ lá nó xòe quá to đây này. Cái cổ lá ở dưới gốc này, nó xòe rất là to, nó xòe như này. Còn có cái cây đào cây tiên nó dựng lên này, xong nó mới xòe cơ. Cây này nó xòe quá rộng, nên là nó rất là dễ bị mất cần. Khi mà cái chậu này mà anh chị trồng khoảng tầm độ 2 thân thì nở hoa này chắc chắn là nhìn sẽ mất cần. Nó sẽ mất khoảng một bông. Có nghĩa mất cần có nghĩa là bông này nó phải xuống đến đây này. Nó không mất cần. Đấy, bởi khi đây là khi mà nuôi trồng nhiều thân thì anh chị thấy là nó không mất cần thôi. Còn khi mà nuôi ít thân thì sẽ cảm giác được cái việc mất cần nó. Cần hoa của nó thì cũng hơi thô, có nghĩa là cần hơi to so với lại cái cánh và bông. Thì em cũng xin phép đi vào cái bông và cánh luôn. Bông hoa và cánh hoa. Bông hoa và cánh hoa, đây cái cần này. Với cái cánh này, cái bông này nó tàn rồi. Thì em không tính làm gì, nhưng cái bông bên cạnh đây mọi người nhìn mặt sau của nó là mọi người cũng nhìn thấy đúng không ạ? Cái cánh của nó hơi nhỏ so với cần. Thì không phải chỉ cái bông đấy mà những cái bông khác nó cũng vậy. Ở trên này cần hơi to thôi, chứ nó không hẳn là to đây. Mọi người nhìn thấy cánh của nó cũng xê mấy cái cần rồi. Đây. Đấy. Đúng không ạ? Nó hơi to. Chứ nó không phải là cần tăm. Cái này thì nó cũng rất là đẹp. Cái này cũng rất là đẹp rồi. Đấy mọi người nhìn thấy không? Đấy, chi tiết của từng bông. Hai cánh đài vẫn mở rất là đẹp. Ba cánh cân đối, đúng không ạ? Hơi bay đằng sau. Hơi cong đằng sau. Đấy. Đây em xin phép quay lại cái bông đầu tiên của bông thứ hai của nó này. Bông thứ hai mọi người nhìn ngắm cân đối, khá cân đối hơn và dễ nhìn hơn. Đấy con kiến nó đang bò đấy. Đấy, nó là rất là đẹp đúng không ạ? Đài mở. Ba cánh thì cân đối.
nó không phải vai xuôi. Cái môi hoa của nó, cái lưỡi thì màu vàng rất là đẹp. Ở trong nó có cái tâm như là vàng vàng, cam cam. À không phải, đấy hình như là bị cái gì ấy. Bị cái gì ở trong đấy, đài nó mở đấy. Tiếp theo là đến cái bông thứ hai và thứ ba đây, thì mọi người nhìn ở trên này cũng rất là đẹp đúng không ạ? Rất là đẹp và cân đối. Thường thì những cái cây này, cái việc mà nở hoa nó không ổn định thực sự. Thế nên là các anh chị mà cứ mua hoa mà cứ nhìn một bông thì không thể biết được là cây nào, thứ nhất. Bởi vì anh chị nhìn thấy cái bông này nhá, vai hoa này, hai cánh này của nó rất là ngang đúng không ạ? Cao hơn, nó xòe ngang hơn này này. Đấy, còn những cái bông bông ở dưới này nó xuôi hơn này. Nó xuôi, xuôi hơn đúng không ạ? Cánh nó vai xuôi hơn, hai cánh đài dưới nó hoa xuôi hơn. Còn trên này nó ngang hơn đúng không ạ? Thì đấy là một số những cái nhận định mà chúng ta cần phải nhìn về cái việc đó, chính là nhìn tổng thể cần hoa này, bông hoa này, rồi chi tiết từng thân lá thì chúng ta mới có thể nhận diện ra được là chính xác là cái cây này nó là cây địa lan nào. Thì anh chị có thể tham khảo lại một số những cái video và một số những cái cây khác trên kênh Thiên Đường Ngàn Hoa. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi ủng hộ em. Hẹn gặp lại tất cả mọi người vào những video sau với những cái cây địa lan khác, với những cây hoa lan đẹp giới thiệu đến mọi người. Cảm ơn tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại.